sáng sớm á có thùng hàng giao rồi nè, đem vô nhà nhanh lên. Kéo cái chạy, kéo cái chạy ha, đeo đây, đeo đây, có nhiêu phần cũng lấy không được nữa. Đây vô đây. Ok thì hôm nay thì Bình sẽ khui một cái thùng quà gửi từ chị Quách Thọ nha. Chị này thì tặng quà nhiều lần lắm, Bình không cần phải giới thiệu thêm nữa. Nói chung cảm ơn chị rất là nhiều đã gửi quà cho hai bé nha. Chị này là chị thân quen thân thuộc nha, yêu mến hai bé và gửi quà rất là nhiều. Thì hôm nay thì Bình sẽ coi trong đây có cái gì nè. Mới sáng sớm là khui quà. Ê, ngồi xuống. Ngồi bóp bông rồi xuống rồi. Thường á thì trước mắt khi mà ê, lột đồ đứa này ra cái đi. Bao ngồi yên đó, muốn lột đồ mấy bé này dễ lắm. Thì hôm nay thì cái thùng quà này lý do tại sao Bình cởi đồ trước thì Bình thấy có một bộ đồ ở đây. Hôm nay thì cần cũng phải bận đồ mới nên là Bình sẽ test review luôn cái đồ mới này nha. Không cần phải cắt mẹ để biết gọi là đồ mới nha. Đó, ai review liền mới sáng sớm là có đồ mới liền. Đó, sáng sớm là anh shipper anh chạy giao tận nhà rồi mẹ. Nói chung chị này tặng đồ nào cũng xài được chứ. Rồi, tiếp theo. Đây, không có tự lục đồ, ủi mày bây giờ đó. Đây, ủa mọi người. Áo này là tư tưởng của tụi nó chứ không phải nhà, áo này của Bình nha. Trời ơi, dễ thương nha. Áo này đẹp á, áo này vừa chị ơi. Nhìn thấy size XL thì biết vừa liền. Thấy gì? Hả? Nhiều khi khui quà thật ra khui cho tụi nó thôi nhưng mà cũng coi kiếm ít, gọi là ít chát trong trong đây chứ đâu phải có tụi nó không được. Này là của Bình nha, đây chứ không sao đâu. Biết rồi đó, biết cái này là của ai luôn rồi đó. Móc đồ không là biết của ai liền. Một cái áo thun dành cho con Bình, hiệu cá sấu nè. Đó. Làm gì con bộ có bông bụp hết, chắc hết quà tụi nó có hai cái áo rồi còn của Bình á. Một cái quần jean. Đó, một cái quần jean luôn, ngon lành. Này cái bộ đồ của Bình hơi bị nhiều trong này nha. Dạo này từ khi mà than lên thì Bình cảm thấy đồ nhiều hơn hẳn. Đồ ăn và cả quần áo nữa. Bánh của Bình nha. Đây này có chữ Bình luôn nè, tụi nó không thể nào giành được. Đó. Không có, đừng có mà giành. Hết rồi. Ôi ui. Rồi xong đây con Bình trúng tủ rồi. Con Bình trúng tủ rồi. Bởi vì tụi nó sao mà có đồ được. Giới thiệu với mọi người một cái áo khoác. Áo này đẹp nha, áo này đẹp nha. Một cái áo khoác dành cho Bình. Đó, ví dụ gì? Tụi nó hết quà rồi mọi người. Chắc chỉ có hai cái áo thôi đấy. Đó. Ấm áp liền. Một cái áo phao. Cảm ơn chị rất nhiều nha, lần trước chị có tặng cái này nè. Nhưng mà cái áo nó đã cũ kỹ rồi, hôm nay thì lại được một cái áo phao khác. Đó, ấm áp liền. Bình bận nhiều lớp á, nhìn nó hơi cồng kềnh xíu thôi nhưng mà Bình phải thử để cho chị biết là đồ nó vừa hay không vừa. Rồi, nguyên cái thùng đồ hết rồi nè mọi người, còn có máy thôi, chủ yếu là mấy bịch xương. Đó, hết rồi đó nha, có nhiều rồi. Ví dụ như buổi sáng này, một cái bánh, hai cái bánh, đó, hết rồi đó. Còn nhiêu là đồ của Bình thôi. Trời ơi, nay trúng tủ rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Bình mà được tặng đồ nhiều vậy luôn á. Hầu như đồ của Bình không, bông bụp đúng được hai cái áo thôi. Bởi vì ta nói làm con Bình mà than nhiều vô xíu là tự dưng sẽ có đồ. Bởi vì cuộc sống này nó sung sướng gì đâu á. Ai à. Luôn rồi.